Thưa quý vị, Long An vừa ban hành kế hoạch số 3557 nhằm tăng cường khả năng đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu CEU tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4, hạn chế tối đa tử vong do dịch COVID-19. Theo kế hoạch sẽ thiết lập cơ sở và khẩn trương đưa vào hoạt động giường ICU tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị dự trữ thuốc vật tư y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh quy hoạch giường ICU của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, tổ chức đào tạo tập quấn cho bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên chuyên ngành hồi sức nhằm nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cho bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên đã đang và sẽ làm nhiệm vụ hồi sức cấp cứu của các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để đáp ứng dịch cấp độ 4 trên địa bàn tỉnh, với dân số khoảng 1,7 triệu người, tỉnh cần phải thiết lập ít nhất 128 giường ICU trở lên. Theo yêu cầu của Nghị quyết số 128 trên NQCB của chính phủ mới đáp ứng được nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Theo lộ trình ưu tiên, các cơ sở khám chữa bệnh được phân công giường ICU khẩn trương thiết lập và đưa vào hoạt động trong quý 4 năm 2021. Kinh phí cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, dự trù vật tư, thuốc, phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu để hoàn thiện, vận hành các giường ICU từ nguồn ngân sách tỉnh, nguồn hỗ trợ từ trung ương và các nguồn quy động hợp pháp khác.